phương nắm cửa ô cổ kênh, về đất quan họ hát mừng hề hơi liêm. Ngân ngỡ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vùng Hạ Long ngất ngây chủ tiên. Sóng chảy mãi hạt lúa trên đồng ấm lạnh tình người thân nhau. Một năm tuyệt vời đã qua, người người lại cùng đón xuân đang về. Mùa xuân năm nay quần quây bên nhau, kể cho nhau nghe bao buồn vui. Giờ mọi người cùng chúc nhau tài lộc đầy nhà cháu con sông vầy. Quê hương là con diều biển, tuổi thơ con thả trên đồng. Tộc trưởng đến. Hả? Tộc trưởng? Đúng, ta là người dân tộc, là con trưởng, cho nên người ta mới gọi ta là tộc trưởng. Hôm nay ta đến đây để bàn với mọi người một vấn đề, đó chính là vấn đề nóng. Cho nên ta muốn gửi đến mọi người một bản tin cực kỳ quan trọng, đó chính là bản tin dự báo thời tiết. Dạ vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin đêm hôm nay và rạng sáng ngày mai trên kênh truyền hình Ướt Át TV. Đêm hôm nay mặt trời chắc chắn sẽ lặn, đêm không trăng như có sao. Quý vị có thể ngồi ra bờ ao ngồi câu cá, hoặc là ở nhà xem bóng đá, uống nước dâu má mà vẫn thấy vui. Nhưng vào sáng ngày mai mặt trời chắc chắn sẽ mọc. Nhiệt độ lúc 12 giờ trưa giảm xuống mức thấp nhất, từ 50 còn 49 độ C. Với nền nhiệt độ này, quý vị có thể đem trứng ra chiên ở giữa đường, úp mặt xuống đường, nằm trên giường, đắp chăn mà vẫn thấy nóng.